chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Vừa rồi đổi cái mũ này, sau khi đăng video khoảng hơn một tiếng thì có 400-500 lượt view. Một cái lượng view rất là nhiều so với kênh của mình, với một cái chủ đề mà mình đang làm, chủ đề kén người xem. Tuy nhiên thì nhờ có cái mũ này, có lẽ là phong thủy tốt cho nên là mọi người đón nhận video nó rất là tích cực. Mình quyết định là ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đổi cái nón này để nói về chủ đề tiếp theo. Đúng ra là cái video ngày hôm nay thì nó sẽ không liên quan tới cái chủ đề ngày hôm nay đâu, mà là mình dự định sẽ làm một cái chủ đề khác liên quan tới ăn uống. Tại vì vừa rồi mình có đọc hai cuốn sách là 100 triệu năm thực phẩm của bạn Stephen Lee, và cuốn sách thứ hai đó là cuốn sách Ăn gì cho không độc hại của bạn Pha Lê. Do một bạn recommend mình, một bạn đề xuất mình đọc cái cuốn sách này trên kênh của mình luôn, và bạn đó tên là Văn Phạm. Cảm ơn bạn đã cho mình thêm cái nguồn thông tin. Ngoài ra thì cũng có một số cái phản hồi trên kênh mình nói là mình nên đánh số cùng cái cô hay chú gì đó, mình nghĩ chắc cũng lớn tuổi thì mình chưa có thời gian, chưa có sắp xếp được để đánh số, tại vì cái lượng video nó nhiều quá, với lại nó nhiều chủ đề khác nhau cho nên mình cũng chưa biết là phải đánh số như thế nào cho nó hợp lý nữa. Bởi vì nếu mà đánh số, có một số video của mình thì nó lại là thuộc chủ đề khác, mà video về làm vườn rừng thì lại thuộc chủ đề khác. Nếu mà đánh số từ 1 đến hết thì nhiều khi nó cũng không biết nữa, mình đang nghĩ thêm. Chủ đề hôm nay nó cụ thể là như này. Có một bạn bình luận trên kênh của mình thì mình sẽ chia sẻ cái bình luận của bạn đó. Bạn đặt một cái câu hỏi rất là hay. Ban đầu thì hay nhưng mà khúc sau thì nó lại không đúng mất. Đó là bạn trả lời, bạn thắc mắc đó là mình thắc mắc là cỏ hút hóa chất thì các chất đó vẫn nằm trong cỏ. Khi cắt cỏ tạo sinh khối đất thì hóa chất đó lại trở về với đất. Tới khúc này thì nó vẫn thú vị đúng không? Nhưng mà bạn lại dựa vào theo định luật bảo toàn khối lượng. Vậy thì có ích gì nếu nói để cỏ, để tạo môi trường cho sinh vật sống, làm đất tơi xốp thì nghe hợp lý hơn. Trừ khi lúc cắt cỏ thì đem cỏ đó bỏ đi thì mới là hút hóa chất trong đất. Cái việc mà cỏ, mình dùng cỏ thì không chỉ là hút hóa chất trong đất không, nó còn tương tác với rất nhiều cái thành phần khác nữa. Định luật bảo toàn khối lượng thì nói là trước và sau phản ứng hóa học thì cái tổng khối lượng nó sẽ như nhau. Thì đó là về định luật bảo toàn khối lượng, nhưng mà cây thì nó khác rất nhiều. Cây nó không phải là phản ứng hóa học trong thân cây, nó còn tương tác với môi trường, quá trình quang hợp, quá trình tương tác với lại không khí, nắng, gió, rất nhiều thứ nữa. Cái việc mà cây nó hút hóa chất thì nó không phải là phản ứng hóa học, mà nó chỉ là quá trình vận chuyển vật chất từ dưới đất lên trên thân cây thôi. Cho nên là mình có một cuốn sách mà mình đã đọc trước đó rồi, mình cũng đề xuất với bạn nào xem, đề xuất với mọi người luôn, đó là Rèn luyện tư duy phản biện của tác giả Albert Rutherford và người dịch là Nguyễn Ngọc Anh. Thì cuốn sách này mình thấy nó cũng thú vị, và chúng ta phản biện nó tốt hơn trong những cái video, hoặc là phản biện nó tốt hơn, nó logic hơn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu xem là cỏ thực sự có hút hóa chất hay không. Ngoài ra thì các cái phương pháp mà sử dụng cỏ để hút hóa chất hiện tại, tới thời điểm hiện tại là những cái phương pháp nào. Kiến thức thì nó nhiều lắm, vấn đề là mình tổng hợp như thế nào và những cái nguồn nó có uy tín hay không. Còn mình search trên những cái trang web ở Việt Nam thì họ làm SEO nhiều quá, họ làm SEO nhiều quá, nhiều khi họ làm SEO và họ cuối cùng họ lại dẫn vào cái sản phẩm họ bán, cho nên là cái mục đích của nó bị sai mất rồi. Cho nên cuối cùng mình sử dụng những cái thông tin đó thì nó không chính xác. Còn cái việc mà khoa học có chính xác hay không, nó lại là một câu chuyện khác nữa. Mình cứ xem nó là một cái nguồn dẫn tài liệu và là một cái minh chứng, một cái chứng cứ để mình dựa vào đấy, mình dựa vào đấy để mình quyết đoán hơn, mình có những cái quyết định nó đúng hơn. Còn khoa học thì hoàn toàn có thể sai trong tương lai, khoa học hoàn toàn có thể không đúng ở cái môi trường của mình. Cho nên là những cái nghiên cứu khoa học mình tìm trên internet thì mình sẽ cố gắng lấy cái nguồn mà nó uy tín nhất từ những cái tổ chức lớn, từ những cái tổ chức mà được nhiều người đánh giá cao để chia sẻ với mọi người, và mình cũng sẽ để nguồn trong những cái video của mình, trong cái phần mô tả của video để mọi người lấy cái nguồn đó mình có thể kiểm chứng. Và chúng ta sẽ bắt đầu video ngày hôm nay nhé. Hôm qua thì mình với em và hai đứa cháu mình đi ngoài đường nên nghe nhạc cá tường nhiều quá, giọng mình bây giờ nó hơi khó nghe, giọng mình nó cũng hơi bị hơi nhỏ nữa.
một số bạn fan nam, cho nên là mọi người chịu khó nghe nha. Đầu tiên là công nghệ Factory Mediation. Factory Mediation là một công nghệ mà họ sử dụng thực vật để loại bỏ, phân hủy hoặc là cô lập các cái chất ô nhiễm trong đất, nước hay là không khí. Cây xanh thì có khả năng hấp thụ các cái chất ô nhiễm qua rễ và lá, sau đó thì nó chuyển hóa hoặc là phân hủy chúng thành các cái hợp chất ít độc hại hơn, hoặc là họ loại bỏ chúng khỏi môi trường. Cơ chế hoạt động của nó thì Factory Mediation hoạt động dựa trên các cái cơ chế sau. Hấp thụ, cây xanh hấp thụ những cái chất ô nhiễm qua rễ và lá, sau đó các cái chất ô nhiễm này được vận chuyển đến các cái bộ phận khác của cây thông qua cái hệ thống mạch dẫn. Tiếp theo là phân hủy. Một số loại cây thì có khả năng phân hủy các cái chất hữu cơ thành các cái hợp chất đơn giản và ít độc hơn. Tiếp theo nữa là liên kết. Một số cái chất ô nhiễm có thể liên kết với lại phân tử trong cấu trúc tế bào của cây, giúp giữ chúng trong cây và ngăn chúng xâm nhập lại vào môi trường xung quanh. Cuối cùng là lắng động. Một số cái chất ô nhiễm có thể bị lắng động trên bề mặt lá hoặc là rễ của cây. Chi tiết của từng cái này như thế nào thì nó còn tùy thuộc vào loại cây nữa. Cho nên đây là một cái công nghệ mà cần phải đòi hỏi nghiên cứu chuyên sâu, thì mỗi cái loại cây khác nhau thì mình mới có được cái kết luận. Factory Mediation thì có nhiều ưu điểm hơn so với các cái phương pháp xử lý hóa chất truyền thống. Thứ nhất, nó là an toàn và thân thiện với môi trường hơn. Factory Mediation thì không sử dụng hóa chất độc hại và không tạo ra chất thải nguy hiểm. Hiệu quả thì Factory Mediation có thể hiệu quả trong cái việc loại bỏ nhiều các loại chất ô nhiễm khác nhau. Nó bao gồm là kim loại nặng này, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi nè, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ nè. Và Factory Mediation thì thường có chi phí thấp hơn so với các cái phương pháp xử lý hóa chất truyền thống. Ngoài ra thì Factory Mediation còn có thể giúp cải thiện cảnh quan môi trường. Tuy nhiên thì Factory Mediation cũng chứa những nhược điểm. Nó thứ nhất là nó cái sự hiệu quả của nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, phụ thuộc vào yếu tố như là loại cây nè, loại chất ô nhiễm nè, điều kiện môi trường và thời gian xử lý nó, và nó mất nhiều thời gian xử lý hơn so với những cái phương pháp mà chúng ta sử dụng hóa chất thông thường. Ngoài ra thì cái phương pháp Factory Mediation thì cần cái diện tích đất lớn để trồng cây nữa nè, hoặc là cây có thể bị nhiễm độc nếu mà tiếp xúc với nồng độ chất ô nhiễm cao. Cái tính ứng dụng của Factory Mediation thì nó ứng dụng không chỉ cái chuyện là xử lý đất ô nhiễm không, mà nó còn xử lý nước thải nữa và xử lý lọc không khí nữa. Tóm lại thì Factory Mediation là một cái công nghệ an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường để xử lý đất, nước và không khí bị ô nhiễm. Tuy nhiên thì mình cũng cần lưu ý là cái hiệu quả của Factory Mediation thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và mình cần phải có cái sự lựa chọn loại cây và phương pháp phù hợp để đạt được những cái hiệu quả tối ưu. Mình cũng sẽ để nguồn những cái tài liệu liên quan tới cái thông tin này trong cái phần mô tả của cái mục là công nghệ Factory Mediation. Trồng sen canh là một cái phương pháp nông nghiệp truyền thống có nhiều lợi ích. Mình thấy rất là nhiều nơi làm điều này, bao gồm cả nông dân của mình nữa. Thì trồng sen canh sẽ giúp hút bớt hóa chất trong đất này. Khi mà trồng sen canh nhiều loại cây khác nhau được trồng cùng trên một khu đất đó, thì điều này giúp tăng cường cái sự đa dạng sinh học, cải thiện chất lượng đất và giảm thiểu cái sự tác động tiêu cực của hóa chất đối với môi trường. Cơ chế hoạt động của trồng sen canh là tận dụng cái khả năng hấp thụ các cái chất ô nhiễm qua rễ và lá. Khi mà trồng sen canh, các cái loại cây khác nhau có thể hấp thụ các cái loại hóa chất khác nhau, giúp loại bỏ nhiều hóa chất hơn so với trồng độc canh một loại cây. Ngoài ra thì hệ thống rễ của các loại cây trồng sen canh có thể tạo ra cái mạng lưới dày đặc, giúp giữ đất và ngăn chặn cái sự xói mòn nữa nè, góp phần giảm thiểu cái sự lan truyền của hóa chất trong đất. Lợi ích của cái trồng sen canh để hút bớt hóa chất trong đất nó bao gồm là hấp thụ nhiều loại hóa chất nè. Nhiều các loại cây khác nhau thì có thể hấp thụ các loại hóa chất khác nhau, loại bỏ nhiều cái hóa chất hơn trong đất khi mà mình trồng độc canh so với mình cái việc mình trồng độc canh. Cải thiện chất lượng đất nữa nè. Hệ thống rễ của các cây trồng sen canh thì giúp tăng cường sự đa dạng sinh học và cải thiện cấu trúc đất, rồi góp phần cải thiện chất lượng đất luôn, rồi giảm thiểu tác động tiêu cực của hóa chất nè. Nhờ có việc trồng sen canh thì mình sẽ giảm thiểu được cái sự lan truyền của hóa chất trong đất và nước, góp phần bảo vệ môi trường nữa nè. Tăng năng suất cây trồng. Cái việc trồng sen canh thì có thể tăng năng suất cây trồng
do sự cạnh tranh và hỗ trợ lẫn nhau giữa các loại cây. Ví dụ về các loại cây trồng xen canh mà có thể hút bớt hóa chất trong đất, chẳng hạn như là những loại cây họ đậu nè. Các loại cây họ đậu thì như đậu tương, đậu phộng, đậu lăng thì có khả năng hấp thụ nitơ từ không khí nè, giúp giảm thiểu nhu cầu sử dụng phân hóa học. Cây cải nè, thì các loại cây cải như là cải bắp, su hào, cải xoăn thì có khả năng hấp thụ kim loại nặng từ đất. Rồi cây hướng dương thì có khả năng hấp thụ nhiều loại hóa chất khác nhau, chẳng hạn như là thuốc trừ sâu nè, thuốc diệt cỏ nè, kim loại nặng nè. Ngoài ra thì mình có thể trồng thêm một số loại cỏ để hút bớt hóa chất, chẳng hạn như là cỏ vetiver nè, cỏ bermuda nè, cỏ ba lá, cỏ sả. Thì những cái loại cỏ này có khả năng hấp thụ một số loại kim loại nặng và thuốc trừ sâu cũng như là thuốc diệt cỏ nè, thì mình có thể sử dụng để trồng kết hợp thêm để xử lý bớt hóa chất, giúp cho mình đạt được cái hiệu quả cao nhất trong cái việc là mình xử lý được hóa chất trong vườn. Còn cái vườn của mình hiện tại thì mình sử dụng, mình để cỏ mọc tự nhiên rất là nhiều loại cỏ khác nhau. Bởi vì khoa học thì hiện tại chỉ nghiên cứu ra, mình chỉ biết những cái loại cỏ này thôi. Còn những cái loại cây khác nó tương đối phổ biến ở Việt Nam thì không ai biết hết. Cũng không có cái đề tài nghiên cứu khoa học nào hết. Vườn mình thì mình cứ để những cái loại cỏ nó mọc tự nhiên như vậy. Và khó biết được nó làm gì lắm. Bởi vì tất cả các loại cỏ thì nó có nhiều công dụng khác nhau, mà cái kiến thức và cái thông tin hiện tại thì nó hạn chế nhiều lắm. Trồng sen canh là một phương pháp hiệu quả và thân thiện với môi trường, nếu như mà mình nghĩ là nếu mà làm kinh tế, và nó cũng tạo ra cái sự đa dạng sinh học, hút bớt hóa chất trong đất nè. Việc áp dụng các phương pháp này có thể giúp cải thiện chất lượng đất, bảo vệ môi trường và tăng năng suất cho cây trồng nếu như mà mình làm kinh tế. Đó là những gì mà mình biết và mình muốn chia sẻ trong cái video này. Thời gian sắp tới nếu mà có thêm kiến thức nữa thì mình sẽ cập nhật tiếp cho mọi người. Như vậy là video hết rồi đó. Mình hy vọng là video này sẽ giúp cho mọi người có thêm một chút kiến thức vào cuối tuần. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui bên gia đình của mình. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những chủ đề thú vị kế tiếp. Bye.